Ngoại trưởng Mỹ Antony Blinken sẽ tham dự Hội nghị Ngoại trưởng Mỹ ASEAN và một số hội nghị liên quan ở Jakarta, Indonesia từ ngày 12 tháng 7 tới ngày 15 tháng 7. Tại các sự kiện này, Ngoại trưởng Blinken sẽ nhấn mạnh cam kết của Mỹ đối với vai trò trung tâm của ASEAN và ủng hộ đối với quan hệ đối tác chiến lược toàn diện ASEAN-Mỹ. Ngoại trưởng Blinken sẽ đề cập tới hợp tác kinh tế, cuộc chiến toàn cầu chống biến đổi khí hậu, tình hình ở Myanmar, tình hình ở Biển Đông và cuộc chiến ở Ukraine. Ngoại trưởng Blinken cũng sẽ tham dự đối thoại chiến lược Mỹ-Indonesia lần thứ hai cùng với Ngoại trưởng nước chủ nhà Retno Marsudi. Trước khi tới Indonesia, Ngoại trưởng Blinken sẽ tháp tùng Tổng thống Joe Biden tới Anh và Litva để tham dự các hội nghị của khối NATO từ ngày 9 đến ngày 12 tháng 7 tới. Trong khuôn khổ chuyến thăm Trung Quốc nhằm hàn gắn quan hệ giữa hai nền kinh tế lớn nhất thế giới, Bộ trưởng Tài chính Mỹ Janet Yellen hôm qua đã có cuộc gặp với Phó Thủ tướng Trung Quốc Hà Lập Phong. Phát biểu tại cuộc gặp, Phó Thủ tướng Trung Quốc Hà Lập Phong lấy làm tiếc về một số biến cố bất ngờ và ngoài ý muốn, như sự cố liên quan đến khí cầu đã làm tổn hại đến quan hệ hai nước. Trong khi đó, Bộ trưởng Tài chính Mỹ Janet Yellen nhấn mạnh rằng hai nền kinh tế cần duy trì liên lạc chặt chẽ nhằm tránh hiểu lầm. Bà cũng cho biết thêm, điều đó có thể giúp hai bên hiểu đầy đủ hơn về triển vọng kinh tế toàn cầu và đưa ra quyết định tốt hơn để củng cố nền kinh tế của nhau. Bất chấp những căng thẳng song phương, dữ liệu gần đây cho thấy mối quan hệ thương mại giữa Mỹ và Trung Quốc về cơ bản vẫn vững chắc, với thương mại hai chiều đạt 690 tỷ đô la Mỹ vào năm ngoái. Tiền lương thực tế tại Nhật Bản trong tháng 5 đã giảm 1,2% so với năm ngoái. Đây là tháng thứ 14 liên tiếp tiền lương thực tế tại Nhật Bản giảm do lạm phát tiếp tục vượt xa tốc độ tăng lương. Số liệu này dựa trên khảo sát hơn 30.000 doanh nghiệp có ít nhất 5 nhân viên trên toàn quốc. Mức lương trung bình của người lao động trong tháng 5 là 283.868 yên, tương đương khoảng 2.000 đô la Mỹ, bao gồm cả lương làm thêm giờ. Lương trung bình đã tăng 2,5% so với năm ngoái, nhờ vào các cuộc đàm phán giữa giới quản lý và người lao động. Liên đoàn Công đoàn Nhật Bản Rengo cho biết, trong các cuộc đàm phán năm nay, các công ty đề xuất lương trung bình hàng tháng sẽ tăng 3,58%, cao nhất trong 30 năm. Tuy nhiên, đà tăng lương vẫn chưa thể bắt kịp tốc độ tăng giá. Giới chức Bộ Lao động cho biết, tốc độ giảm lương thực tế đã chậm lại và sẽ theo dõi xem tình hình có khởi sắc hay không. Thưa quý vị, gió mùa đến muộn, nhiệt độ nắng nóng kết hợp với mưa lớn vào tháng 6 vừa qua đã làm ảnh hưởng đến vụ mùa cà chua ở New Delhi, Ấn Độ. Nhiều người tiêu dùng mô tả, giá cà chua ở đây tăng ở mức chưa từng có, ảnh hưởng trực tiếp đến từng bữa ăn của người dân. Tại một khu chợ đầu mối về rau quả tại thủ đô New Delhi, Ấn Độ, những chuyến xe chở cà chua được tiểu thương săn đón. Giá bán lẻ cà chua ở New Delhi vào giữa tuần này là 120 rupee 1 kg, tăng gần 5 lần so với đầu năm nay. Nhiệt độ trung bình tăng cao kèm mưa lớn ở một số vùng trồng trọt đã ảnh hưởng đến sản lượng và cả chất lượng vụ cà chua năm nay. Không chỉ cà chua, giá bán buôn nhiều mặt hàng rau củ tại Ấn Độ đã tăng hơn 280% so với tháng trước đó. Giá đắt khiến người dân hạn chế chi tiêu. Nhiều người lặn lội đường xa đến chợ đầu mối để mua rau với giá rẻ hơn. Người dân thủ đô La Habana, Cuba hiện đang phải đối mặt với thực trạng thiếu nước sinh hoạt trầm trọng. Điều này càng làm sâu sắc thêm các vấn đề dân sinh còn tồn đọng trong khi chính phủ Cuba đang nỗ lực cải thiện đời sống người dân. Báo chí địa phương đưa tin, tình trạng thiếu nước đang là vấn đề mới nổi, nối tiếp danh sách dài những rắc rối ảnh hưởng đến cuộc sống hàng ngày của nhiều cư dân La Habana. Trong đó, sự thiếu nước xảy ra do cơ sở hạ tầng cũ kỹ xuống cấp, ảnh hưởng đến khoảng 100.000 đến 200.000 cư dân, tức khoảng 10% dân số thành phố. Đây chỉ là một trong những vấn đề mà người dân Cuba phải hứng chịu sau hàng loạt cuộc khủng hoảng kinh tế gây ra bởi cấm vận và đại dịch. Những người yêu thích bầu trời sẽ có cơ hội được hòa mình vào một không gian vũ trụ đầy huyền bí trong một cuộc triển lãm mới được tổ chức tại Chile, đó là triển lãm nghệ thuật mặt trăng 3D. Tại triển lãm, du khách có dịp tận hưởng kỳ trăng khi họ được ngắm nhìn tận mắt và có thể đi bộ xung quanh một bản sao 3D. Hơn thế nữa, họ được chiêm ngưỡng và chụp ảnh trước tác phẩm điêu khắc mặt trăng tinh xảo với tỷ lệ 1 trên 500.000. Triển lãm nghệ thuật mặt trăng 3D sẽ kéo dài đến ngày 27 tháng 7, trùng với dịp trăng tròn mang tên Book Moon. Hàng nghìn người dũng cảm đã tham gia cuộc đua đầu tiên của những chú bò tót tại lễ hội San Fermin ở thành phố Pamplona, phía bắc Tây Ban Nha. Cũng có những va chạm đã xảy ra, nhưng không ai bị bò hút chúng.
Lễ hội San Fermin được cho là có nguồn gốc từ thế kỷ 13. Sự kiện này trở nên nổi tiếng sau khi được nhà văn nổi tiếng Ernest Hemingway đề cập trong cuốn tiểu thuyết Mặt trời vẫn mọc sáng tác năm 1926. Theo người dân địa phương, lễ hội truyền thống này được tổ chức nhằm tỏ lòng tôn kính vị thánh Fermin của thành phố Navarran. Để di chuyển con vật từ khu nuôi nhốt đến trường đấu bò, người tham gia lễ hội thúc cho chúng chạy. Đa phần người Tây Ban Nha coi đây là sự kiện văn hóa độc đáo của đất nước, cũng là môn thể thao thu hút lượng khán giả đông đảo, chỉ sau môn bóng đá. Lễ hội San Fermin được tổ chức thường niên và luôn thu hút sự quan tâm của đông đảo khách du lịch. Bác sĩ Nhi ở Hàn Quốc vốn có thu nhập thấp, nay lại đối mặt với tương lai bệnh nhân ít dần nên đã xảy ra tình trạng chuyển ngành. Chính phủ Hàn Quốc đang bắt đầu triển khai các biện pháp đối phó nhưng sẽ còn mất nhiều thời gian trước khi các ông bố bà mẹ thấy nhẹ nỗi lo khi đưa con đi khám bệnh. Kết thúc đăng ký khám sáng nay, đây là tấm biển báo ở một viện nhi tại thành phố Ucheongbu, Hàn Quốc. Sáng ra mà viện đã có hàng chục bệnh nhân chờ, nhiều em ở mức độ phải chuyên dịch. Các em đã ở viện nhiều tiếng từ 6 giờ sáng chỉ để chờ được khám hoặc chờ giường nhập viện. Chúng tôi chờ khoảng 2 tuần mới có giường, danh sách chờ dài lắm. Suốt 2 tuần chúng tôi bị từ chối, tôi đã rất sợ, con tôi ốm quá. Gốc rễ của vấn đề là tỷ lệ sinh ở Hàn Quốc quá thấp. Tỷ suất sinh năm ngoái chỉ là 0,78, tức là số con trung bình mà một phụ nữ Hàn Quốc có là chưa được một con. Hệ thống bảo hiểm cũng không thích ứng được với thực tế này, nên ngành nhi khoa thiếu nguồn lực, trong khi các bác sĩ bỏ sang lĩnh vực khác vì cho rằng làm bác sĩ nhi thì không còn tương lai nữa. Tháng 5 năm nay, một trẻ 5 tuổi ở thủ đô Seoul bị viêm thanh quản cấp đã tử vong sau khi bị trả về nhà vì đi nhiều viện mà không có giường. Các bác sĩ lo rằng sẽ còn nhiều trường hợp như thế xảy ra. Sẽ có các trường hợp bệnh nhân tử vong. Các bé sẽ tử vong trong khi bị chuyển từ hết phòng cấp cứu này đến phòng cấp cứu khác, tử vong vì những bệnh không nghiêm trọng. So với các đồng nghiệp, bác sĩ Nhi ở Hàn Quốc có thu nhập thấp hơn. Trong 23 khoa lâm sàng thì bác sĩ Nhi thu nhập thấp nhất. Tháng trước, thậm chí Hiệp hội Nhi khoa Hàn Quốc còn tổ chức hội thảo tư vấn cho các thành viên, rồi ngành Nhi khoa chuyển sang các lĩnh vực lương cao hơn như da liễu hay điều trị bệnh mãn tính cho người lớn. Theo Hiệp hội này, 90% thành viên của họ đã đóng phòng khám hoặc bỏ nghề điều trị nhi. Còn theo Bộ Y tế Hàn Quốc thì vào năm 2013, tỷ lệ bác sĩ nhi nội trú được tuyển dụng là 97,4%. Đến nửa đầu năm nay, tỷ lệ đó đã tụt xuống còn 16,3%. Bộ này cũng thừa nhận có những hạn chế trong hệ thống và tuyên bố đang tiến hành các biện pháp để giải quyết vấn đề. Hàn Quốc đang chi ngân sách lớn để xử lý vấn đề tỷ lệ sinh thấp, nên chuyển một số tiền trong đó sang đầu tư cho ngành y khoa, để người dân không gặp các vấn đề y tế khi sinh con. Một nữ huấn luyện viên võ karate tại Iraq đã vượt qua nhiều khó khăn để theo đuổi đam mê của mình. Không chỉ vậy, thông qua việc đào tạo võ thuật cho nhiều phụ nữ, nữ huấn luyện viên này đã giúp họ nâng cao tinh thần tự vệ. Hiện nay, chị Noor Dawood Salman đang là một nữ huấn luyện viên võ karate chuyên nghiệp tại Iraq ở tuổi 29. Nhưng ít ai biết rằng, để theo đuổi công việc đam mê này, chị đã mất hơn 2 năm để thuyết phục gia đình để được tham gia các khóa đào tạo. Salman tin rằng tập luyện võ thuật là cách để phụ nữ không chỉ rèn luyện khả năng tự vệ, mà còn tăng cường sự tự tin khi họ định hướng cuộc sống. Bản thân Salman chia sẻ rằng, giờ đây chị có thể tự vệ tốt hơn trong những tình huống nguy cấp. Ở học viện, chúng tôi không chỉ dạy võ thuật và kỹ năng tự vệ cho các cô gái mà cũng có cả nam giới. Chúng tôi cũng rèn luyện cho học viên cả tính kỷ luật và cách phản ứng can đảm trong những tình huống khó khăn. Trước đây, tôi đã không dám lên tiếng hay phản ứng trước các vụ quấy rối thời đi học. Nhưng sau khi gia nhập học viện, điều khiến tôi tự hào về bản thân và những gì tôi đang làm ở đây là nó mang lại kết quả. Theo Giám đốc Học viện Asif, Muhammad Asif, số lượng nữ sinh tham gia các lớp võ thuật ngày càng tăng. Tuy nhiên, tại Iraq vẫn có một số ý kiến phản đối ý tưởng phụ nữ tập luyện môn thể thao này. Mặc dù vậy, học viện vẫn cung cấp các khóa học phù hợp cho phụ nữ với sự tham gia đào tạo của các nữ huấn luyện viên như chị Noor Dawood Salman.